Xin chào các bác anh em. Video này em gửi đến các bác anh em một quả súp bát 30 đến từ thương hiệu JVC các bác anh em nhé. Gân của nó là gân cao su, rất là đẹp. Còn mà quả súp này em giao lên các bác anh em một giá giật mình luôn các bác anh em nhé. Quả súp này là có mã model là BVKA450. Nó có chiều cao là 39 và ngang là 36 và hậu sâu của nó rất là sâu các bác em nhé, 38 các bác em. Và mọi góc cạnh là còn rất là đẹp các bác em nhé. Và nó có một cái lỗi ở đây là về cái phần thông hơi của nó bị vỡ mở miếng như ở đây các bác em ạ. Vâng, JVC có model là BVKA450. Nguồn là 120W. Vâng, điện vào là 120V các bác em nhé. Và hàng này là hàng xuất Mỹ. Vâng, Made in USA. Vâng, đây tổng thể nó có như này. Các bác anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở trên bài đăng. Vâng, quả súp này em giao đến các bác anh em một giá rất là rẻ rồi, 4 triệu đồng một quả súp bát 30. Cái giá mà là không ngờ đến các bác anh em ạ. Những quả súp mà bát 30 bây giờ thì nó phải rơi cỡ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu rưỡi các bác anh em nhé. Mà quả này là hàng xuất Mỹ. Nó bị một lỗi nhỏ như đây. Nó bị vỡ cái ống thông hơi này, vỡ một miếng nhỏ. Thì các bác anh em nào khéo tay có thể đắp vào hay là để nguyên như này chơi. Bởi vì chúng ta kê vào những góc nhà, chứ chả ai mà đi lật ngược cái này ra, quay mặt ra để ai có thể nhìn thấy được, đúng không các bác anh em? Để góc nhà thì cũng chả quan tâm về cái vấn đề đó. Và cái phần e căng của nó là còn đầy đủ các bác anh em nhé. E căng lưới còn rất đẹp. Vâng, chỉ với 4 triệu, cái giá mà chúng ta có thể nói là không ngờ đến, 4 triệu đồng cho một quả súp hàng xuất Mỹ, chạy điện là 120V. Các bác anh em xem video mà thấy hay, mà muốn sở hữu những cái đồ gọi là chất lượng mà giá lại rẻ thì cứ đăng ký kênh và bật chuông thông báo các bác em nhé. Thì bên em sẽ có rất nhiều những chương trình gọi là xả hàng này, những quả mà bị lỗi nhỏ như này các bác em sẽ xả, gọi là để cho các bác anh em chơi với giá gọi là cực rẻ. Các bác anh em xem video mà thấy hay nhớ đăng ký kênh các bác anh em nhé. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin chào và chào tạm biệt.